thầy ban phục hồi trong cái chương trình pháp đàn chiều. Và theo cái chương trình chiều nay của chúng ta là chúng ta tìm hiểu về vấn đề mê tín và tín tín. Thì thật ra đây cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị. Vấn đề này rất là tế nhị. Nếu cho cái sự chia sẻ không có cái gì chúng ta không có hài lòng cũng sẽ bỏ qua cho con. Thường con người chúng ta sống thì cũng phải có một cái gì đó để tin tưởng. Khi con người sống thì có một cái lòng tin nào đó thì người ta thấy là ta dễ sống hơn. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta đặt hôm nay là thấy là cái bài người trong cái vấn đề về mê tín và tín tín. Vậy thứ nhất vào trong cái vấn đề mê tín thì thay chúng ta thì mê tín là như thế nào? Vì danh từ thôi, vì con ngữ thôi. Mê tín là gì? Chú chia sẻ. Cái này cũng đơn giản nha. Mê tín thì sẽ chú là như thế nào là mê tín? tin tưởng vào cái điều không thật đó cho nên nó bị gọi là si mê.
trên gọi là mê tín như vậy. Và cái điều mà mình tin tưởng thứ nhất là nó không thật có, và thứ hai nữa là nó đưa đến cái chỗ là sẽ làm hại mình hay hại người, và thứ ba nữa là nó sẽ đưa đến bất hạnh cho mình ở hiện tại và tương lai. Đó là cái nghĩa của danh từ mê tín, khi mình hiểu nó như vậy đó. Thành ra dĩ nhiên người ta làm gì đó cái việc mình sẽ nói mê tín quá, và cái điều đó mà nghĩa là tin vậy mà nó không đúng vậy, không có vậy, cho nên mê tín nghĩa là tin vào cái điều nó không thật có, và đó là ý nghĩa của chữ mê tín. Và tránh tin dựa trên mê tín các bạn thấy dễ rồi hả? Chánh tín tất nhiên là một cái lòng tin chân chánh, mà chánh có nghĩa là đúng. Cho nên cái lòng tin chân chánh hay là một cái lòng tin đúng đắn. Và tin chân chánh, tin đúng đắn nghĩa là cái điều được tin đó có thật, thật có trong cuộc sống, có hiện diện trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là cái điều được tin đó đưa đến cái chỗ là lợi cho mình và lợi cho người. Và cái thứ ba nữa là cái điều được tin đó đưa đến cái hạnh phúc và an lạc cho mình ở hiện tại và tương lai. Thì một cái niềm tin dựa trên những cái dữ kiện như vậy, thành tựu những cái dữ kiện như vậy thì nó được gọi là chánh tín. Tại vì chúng ta rõ rồi ha. Nhưng mà trước khi mà được cái kết quả của hạnh phúc, khi mà đã có cái chánh tín rồi đó, làm sao mình nhận ra rõ cái bộ mặt của cái chánh tín? Thứ nhất là cái điều đó là nó phải qua, trải qua chỗ là mình phải học văn, nó chỗ là mình văn đó, mình phải học, rồi sau đó là mình mới tư duy, mình xem xét, mình quan sát, rồi mình mới tu tập. Thành ra để có được cái chánh tín mà phải đi qua con đường văn với tu, phải tu tập, và trước nhất là phải được nghe, và nghe đi là nghe cái gì, nghe lời dạy của Đức Phật, và nghe những cái điều mà Đức Phật chỉ dạy, và cái trí tuệ của mình khai mở, và sau đó mình mới thành tựu từ từ những cái lòng tin chắc chắn ngoài trong những cái sự việc có thật. Cho nên nó gọi là đó là lợi ích của cái sự và sự văn cư tu nó đi đến cái sự thành tựu tính tấn là như vậy. Và chúng ta thử nhìn xem coi trong cuộc sống này chúng ta có có mê tín không? Và chúng ta thử để kê cho một vài cái mê tín của mình và của người thôi coi, để mình nhận diện rõ coi cái mình trước sống này mình mê tín gì hay là mình tránh tín nhiều nha. Ai thử giúp con cho con một vài ví dụ về mê tín của mình và của người thường gặp trong cuộc sống là gì? Xin bố nha. Lại còn gì nữa không? Đó là bà. Là mình thử mình liệt kê ra một loạt coi như coi những cái mê tín của mình sao nha tí. Sắc xanh. Sắc xanh ra. Giết gà, giết quỷ. Để cô nói là có bói không, mình kia là đốt vật mã. Mình thấy mình liệt kê ha. Có từ khi có phải mê tín không? Dạ, con từ khi cũng là mê tín đó. Con từ khi nữa rồi, xin xong rồi gì nữa? Giết xúc vật để cúng xế. Rồi, còn gì nữa không? Mình còn mê tín cái gì nữa trong cuộc sống này chúng ta? Lên đồng luôn. À, lên đồng luôn ra rồi. Rồi, ai còn nhớ gì nữa? Không tin Phật Pháp. Không tin Phật Pháp. Cái đó là cái quan trọng nhất. Trong các chuyện thì hay không biết xảy ra cái gì, cái chuyện mình ra có gặp hai nữ. Gặp hai nữ.
Đặc biệt là tin tưởng vào hơn xu nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi chúng ta còn mê tín gì nữa không? À điên biếu. Ừ. Tất nhiên là cầu xin ở chùa biếu không? Tin Phật Pháp và không hiểu Phật Pháp có phải như tiếng của cô? À, dạ thưa đúng rồi đó. Rồi, con xin thêm ý kiến đi. Bao nhiêu rồi? Em ngắn không? Thật ra cái những cái mê tín mà chúng ta vừa nêu á, nó thật có hết rồi, ai nêu cái gì thật có hết. Mà còn cái gì nữa không? Còn có thể cái gì nữa là mê tín không? Và những cái lời nói của những người ta chưa chứng và người ta nói người ta chứng thành Phật rồi á. À dạ đúng rồi đó. Tà kiến. Tin vào những cái lời nói phóng đại nữa. Rồi, ra nữa chúng ta còn gì nữa không? Mê tín trong cuộc sống. Chú Hồ người nhớ gì không? Tôi trong nghề tôi thấy những người mê tín là chẳng hạn như không tin bác sĩ mà đi tin mấy ông đi tin internet. À. Cái đó gọi là sao ta? Mê tín. Mê tín không? Không tin bác sĩ rồi tin mấy người kia đó, lòng tin xin đê đó đúng rồi. Lòng tất nhiên là lòng tin không có căn cứ không? Bây giờ thầy thì trên internet nó nói dễ hiểu hơn là bác sĩ nói. Và thật ra là hết chưa? Mê tiền. Dạ. Mê tiền. Mê tiền. À, thật ra trong cuộc sống đó còn có thêm những cái mê cũng tế nhị vi tế lắm. Mà do những cái mê tín đó mà con người trở nên sân hận, trở nên tham lam, trở nên si mê rất là nhiều. Tức là nó là hình thức của tham sân si. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Và từ do từ cái chỗ là từ những cái lòng tin si mê, từ những cái lòng tin si mê mình nó sanh ra. Chẳng hạn như mình quen với một người và mình thấy người này là cư xử tốt với mình, mình tin tưởng vào người đó. Sau đó có một vài lần mình thấy người này cư xử tốt với mình trở nên mình sân hận, mình tức giận. Như vậy thì cái lòng tin trước đây của mình nói với người đó là gì? Thì mình không hiểu người ta hết, mình không hiểu rõ vấn đề mà mình tin người ta, rồi sau đó mình thấy người ta xong, người ta nói cái lời mình đó đối với mình tức giận. Thì cái lòng tin trước đó của mình và ngay cái thời điểm đó nó cũng thể hiện là mình mê tín. Cái gì là mình cư xử, mình giao tiếp với người mình không hiểu mà mình đã đọc lòng tin rồi, cho nên mình mới sân hận như vậy. Và mê tín trong cuộc sống nó còn rất là nhiều nữa, rất là nhiều. Nhìn trong những cái quan hệ giữa chồng vợ cũng vậy, hay là nam nữ cũng vậy, có những cái lời mới quen nhau và thương nhau đó là anh sẽ yêu em suốt đời, hay là em sẽ
save suốt đời. Nhưng mà một thời gian thì chúng ta thấy cái người đó hình như với mình nó làm như nó mất tình cảm, hay là nó vô cảm, hay là nó không thương, hay là đi ngoại tình. Thì có phải là cái lòng tin trước đây mình tin vào cái lời đó đó, cái lời đó nó làm cho mình khoan khoái vô cùng. Thì cái điều tin đó là như thế nào? Mê tín hay chính tín? Mê tín. Mà tại sao gọi là mê tín ở trong vấn đề đó? Là vì sao cái lời người kia nói, có thể lúc nói đó mình cho là người này nó thật đi nha, chứ mình không chưa có nói đến cái trường hợp người này nó dối. Vừa quen vừa thương đó, những cái cảm xúc yêu thương, những cái dục ái trong người nó khởi lên. Trên người này phát biểu một cách chân thành là anh sẽ yêu em trọn đời. Và cái người phụ nữ nghe như vậy rồi tin tưởng vô cùng. Rồi một thời gian sau phát hiện của anh đi với người khác chẳng hạn. Đó là vì sao? Người này không có nói dối, nhưng mà lời nói của người này là không nói không đúng được với sự thật. Cái điều đó là điều không thể thật có, là việc là yêu cho đến trọn đời. Có những người họ cũng có những cái tình cảm chân thật cho đến trọn đời, nhưng ban đầu thì nó là những cái tình yêu, về sau là cái sự chung thủy trọng tình nghĩa. Và cái người này khéo léo gìn giữ cái điều đó, cái dòng cảm giác của người này không thay đổi. Và nếu là chẳng may người này gặp cái duyên, gặp một cái người phụ nữ khác hay gặp một cái người thanh niên khác, những dòng cảm xúc trong người sanh khởi, những dục ái trong người mới nó sanh khởi, rồi người này đi theo những cái dục ái đó, người này không, cái dục ái cũ của người này đối với người phụ nữ kia đã tan biến, và bây giờ người này đối với người phụ nữ mới này dục ái mới nó sanh khởi. Cho nên dù người này muốn được về với lại cái người thương của mình, về với lại cái vợ con của mình để giữ cái sự chung thủy đó, nhưng mà dục ái người này mạnh quá, họ làm không nổi. Thành ra là, mà nếu mà chúng ta tin tưởng như vậy thì đó là một dạng mê tín. Mà nếu mà nhiều khi nghe những cái lời như vậy mà mình hiểu biết, mình nói vì cái cảm xúc đang có người này phát biểu như vậy, nhưng mà mình biết được ngay hiện tại người này có cái lòng chân thật như vậy thì biết như vậy, nhưng mà sau này thì để sau này sẽ tính. Thì cái lòng tin và sự hiểu biết như vậy mới là chánh tín. Là chúng ta nghe một người đó mà chúng ta tin tưởng luôn hoài là như vậy thì đó là mê tín. Bây giờ chúng ta rõ về mê tín và chánh tín ha. Và ngay cả những khi con cháu trong gia đình cũng như vậy, có những cái tình thương mà chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta nghĩ con mình nó tốt hoài chẳng hạn, nhưng mà một thời gian sau mình phát hiện ra con mình có những cái bệnh hoạn về tâm lý chẳng hạn, mình thấy mình bất ngờ, mình không có thể như vậy khác, thì cái lòng tin, cái sự hiểu biết đó của mình là vẫn là sự hiểu biết, cái lòng tin nó không có đúng. Cho nên ví dụ như hiện tại mình thấy cái người thân của mình họ tốt, họ cư xử tốt với mình biết đó là hiện tại. Nhưng mà trong tâm mình cũng luôn biết là cái gì cũng vô thường và cái gì cũng có thể xảy ra. Và khi mình chuẩn bị cái tâm mình như vậy thì bất cứ cái chuyện gì đến mình cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý, sẽ không có sự gọi là sốc hay là bất ngờ. Thành ra là cái chuyện mà hàng ngày con người chúng ta sống, chúng ta hầu như là con người thường hay âm thầm đặt những cái lòng tin vào những cái này cái nọ kia xung quanh rất là nhiều. Và sau đó khi cái sự việc đó nó xảy ra, nó không còn như vậy nữa, thì chúng ta trở nên sân hận và tức giận, xuất phát từ những cái lòng tin âm thầm si mê trong đó. Nên chúng ta thấy mê tín nó cũng rất là tinh vi đúng không? Cái mê tín nó nằm ở cái chỗ, mê tín là ở chỗ là mình nhìn cái gì thì mình cứ thấy nó thật là như vậy, và mình cứ thấy, mình cứ nghĩ là nó sẽ hoài là như vậy. Và mình không biết là vạn vật trên đời này do nhân duyên mà sanh khởi, và cũng do nhân duyên mà nó sẽ biến chuyển và hoại diệt. Mà khi mình không nhìn thấy được cái sự vật đó thì mình thấy cái này cái nọ cái kia rồi mình tham, mình thích, mình luyến, mình ái. Những cái đó là đều là có cái sự tin tưởng ở trong đó hết.
Và khi cái sự vật nó thay đổi, nó biến chuyển thì mình trở nên mình đau khổ. Thành ra đó được gọi là cái sự nguy hiểm của những cái lòng tin mà không có hiểu biết. Và cái tin đó là xuất phát từ cái chỗ là nhìn cái gì thấy nó cũng là như vậy, cố định là như vậy, chắc chắn là như vậy. Nhìn cái gì vậy cũng thấy là như vậy. Nhìn chồng, nhìn con, nhìn vợ thì nhìn luôn luôn thấy nó là như vậy, mãi mãi là như vậy, vĩnh viễn là như vậy, không có thay đổi. Và cái nhìn đó được gọi là gì? Si mê. Si mê, không thấy được duyên sanh, không thấy được pháp. Và cái nhân quả của cái mê tín đó là cái gì? Nhân quả của mê tín là gì? Ai giúp mình con? Rồi, còn gì nữa? Nhân quả của mê tín? Dạ. Dạ, đúng rồi. Nhân quả của mê tín là, thứ nhất, khi lọt vào trong vòng của mê tín, của tà kiến là cái thấy sai vấn đề, thì khi đó khó lòng mà có thể học hỏi hay là tiếp thu được những cái gì đó chân chánh và những cái gì đó đúng với sự thật, rất là khó. Tiếp nữa là khi mà chúng ta bị cái lòng tin si mê chi phối rồi á, thì khó mà nhìn thấy được, biết như thế nào là nhân quả, thế nào là nghiệp, và nhìn không có nhìn thấy được tự thân của mình. Khi mà chúng ta có cái gọi là cái lòng tin si mê rồi thì rất là khó thấy được nhân quả. Tại vì thật sự ra, ví dụ như khi mình tin tưởng một người mà sau này khi cái người này họ thay đổi, gọi là họ trở chứng đi, họ vậy khác, thì mình đau khổ mà mình không có nhìn thấy được nhân quả. Tất nhiên là mình không nhìn thấy được con người này bình thường họ đã sống những cái thân hành, khẩu hành, ý hành như thế nào, đưa đến cái nhân quả của họ ngày hôm nay là như vậy, mình không nhìn thấy được. Mà mình trước đây mình chỉ một mình mình tin tưởng như vậy, bây giờ họ trở mặt với mình, mình thất vọng, mình đau khổ. Đó là do mình không có cái trí tuệ nhìn thấy rõ được cái sự vô thường, và không có trí tuệ nhìn thấy rõ được những cái duyên đã sanh ra cái pháp đó. Và một khi mà rơi vào trong mê tín thì chúng ta sẽ khó lọc, mà chúng ta thường hay tin vào trong cái chỗ là hên xui mai đuổi hay là cầu sinh, thường hay tin vào trong những cái vấn đề như vậy. Và khi mà có một cái lòng tin si mê như vậy thì chúng ta thường sống ở trong cái chỗ là không có chủ động, không có biết tạo ra những cái phước lành cho chính mình, không có biết chủ động trong cuộc sống của mình. Và khi mình tin tưởng, ví dụ như vợ chồng mình sống với nhau, rồi mình cứ tin tưởng là cái người này thương mình là thương suốt đời như vậy, rồi mình cứ sống phè phỡn và hưởng thụ cái tình thương đó. Và mình không biết là cái tình thương người này dành cho mình là cũng là một pháp nhân duyên mà vô thường, mà nó có thể thay đổi. Và nếu mà mình muốn cái tình thương này nó được tồn tại lâu dài thì mình phải biết có những cái hành động trong cuộc sống như thế nào thích hợp để vun đắp cái tình thương đó, để làm cho nó không phai nhạt. Thành ra là sống với một cái lòng tin si mê mà không thấy được vô thường thì cái người sống nó sẽ không có biết nhiều những cái hành động chủ động trong cuộc sống của mình để tự tạo ra những cái điều tốt lành cho chính mình. Còn có nhân quả gì nữa không? Là dĩ nhiên chắc chắn là mê tín đưa đến cái quả khổ cho mình rồi. Và thường thường ở trong cái sự mê tín như vậy thì mình mê tín như vậy, tất nhiên là mình sống trong một cái lòng tin si mê không hiểu biết, cho nên là mình không có biết làm những cái điều tốt lành, mà gọi là sao muốn được hưởng những cái quả tốt lành. Tham lắm. Dạ.
chuyển lời ta lắm. Dành trong cái tâm si, đó được gọi là cái tâm si của chúng sanh đó. Tâm si mê của chúng sanh đó. Thì đó là được gọi là cái nhân quả của mê tín. Và nguyên nhân sanh khởi lên cái sự mê tín là gì? Du minh. Du minh. Tham. Dạ. Cái gì nữa? Tham si. Vậy là nói đúng hết rồi, cũng đâu cần nói nữa. Đúng rồi, cái nguyên nhân khởi lên mê tín đó là vô minh, là do tham sân si, và là cái nguyên nhân nó sanh khởi như vậy. Và cụ thể và chính xác hơn nữa của nguyên nhân của sự mê tín thì Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói là do không thấy không biết về bốn sự thật. Do không thấy không biết về bốn sự thật cho nên thấy cái gì là tin cái đó, mà ai nói cái gì thì là nghe theo cái đó. Đó là nguyên nhân của mê tín đó. Và không thấy không biết về bốn sự thật chính là vô minh đó. Và cũng chính là do tham sân si đó. Và do tham sân si đó biết cái gì? Tham sân si đó biết cái gì? Thủ quẩn đúng không? Cho nên cái nguyên nhân mà sanh khởi ra cái sự, cái lòng tin si mê lầm lạc của con người chính là sự không có thành tựu trí về bốn sự thật. Do không thấy được sự thật cho nên mới là tin cái điều không thật. Chúng ta thấy hợp lý không? Và Đức Phật nói rằng là cái người một khi mà chúng ta không có thành tựu được trí về bốn sự thật á, không thấy biết được bốn sự thật á, thì tâm chúng ta rất là dễ nghi ngã. Thấy cái gì, nghe cái gì, ở đâu cũng vậy, là dễ tin tưởng. Tâm rất là dễ chao đảo. Đi chỗ này người này thuyết pháp hay quá, đi chỗ kia người kia cũng hay quá, chỗ nọ cũng hay quá, chỗ nào cũng hay hết. Và làm cái gì cũng vậy, chúng ta tâm rất là dễ dàng chao đảo. Và Đức Phật dùng cái ví dụ là ví dụ như là một cái hạt bông hay là cái bông gòn gì đó, không nhớ chính xác. Tôi tìm cái bài kinh đó để chúng ta xem cho có thêm cái lòng tin ha. Định in bài kinh này cho mọi người. Mình sáng nay in máy in rất là hư, mà lại sửa thành ra sáng như trễ luôn, mà nó hư rồi giờ in không được nữa. Chúng ta nhìn cái ví dụ này, Đức Phật đây là bài kinh cột trụ nằm ở trang 644 tương bộ Nguyễn Năm. Đức Phật nói như vậy: những sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, ba chấm, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ gì. Họ ngước mắt nhìn một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Câu này có nghĩa là những sa môn hay bà la môn nào, tất nhiên là một cái người tu nào đó. Sa môn hay bà la môn này chúng ta có thể hiểu đại khái danh từ là nói về một cái người tu hành, hay đại khái là một cái người tâm hướng tu, một cái tu sĩ, một cái người tu, một cái người trí, đại khái là như vậy.
thì những cái người nào mà không có như thật rõ biết đây là khổ, con đường đến khổ gì, đây là nói về bốn sự thật hay là bốn thánh đế, mà người nào không có như thật rõ biết bốn sự thật này thì họ hay ngước mặt nhìn cái người này kia và khen, nói đi cái vị tôn giả này biết gì đáng biết, thấy gì đáng biết, đáng thấy. Chúng Phật nói là chúng ta thấy không, chúng Phật nói là ví như này các tỳ kheo, một hộp bông hay một hộp bông cáp ba sa bị gió nhẹ thổi lên rơi xuống đất. Con mở lớn chút xíu chúng ta sẽ thấy rơi xuống đất bằng đất bằng, và gió phía đông thổi nó qua phía tây, gió phía tây thổi nó qua phía đông, gió phía bắc thổi nó qua phía nam, gió phía nam thổi nó qua phía bắc. Vì sao? Vì hộp bông cáp ba sa rất nhẹ này các vị khen. Chúng ta dùng cái ví dụ là giống như một cái hạt bông mà chúng ta nói là cái bông gòn đi, nó rất là nhẹ, mà hãy gió từ bên đông thổi thì nó bay qua bên tây thổi thì nó qua bên đông, bên nam thổi thì nó bay qua hướng bắc, hướng bắc thổi thì nó bay qua hướng nam. Là vì sao? Là vì nó rất là nhẹ. Và Đức Phật dùng cái ví dụ thứ hai, Đức Phật dùng ví dụ, Đức Phật nói cái câu nói thứ hai, những sa môn bà la môn nào nhân thật rõ biết. Cái câu đầu là Đức Phật nói là cái người không nhân thật rõ biết. Chúng ta nhớ kỹ chỗ này nha, những vị nào mà không nhân thật rõ biết về bốn thánh đế, bốn sự thật đó thì họ rất là dễ nhìn người này kia nhận xét, thấy người nào cũng hay hết. Nhưng mà một khi mà cái một cái vị mà đã nhân thật rõ biết về bốn sự thật, nhân thật rõ biết về bốn thánh đế rồi, thì họ không nhướng nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác là nhận xét vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Nên là vì sao con chia sẻ mọi người sao? Chúng ta dùng cái ví dụ, ví như này các tỳ kheo, một cái cột sắt hay cái cột trụ bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, bất động, không có lai chuyển. Tất nhiên là cây cột này nó được khéo chôn sâu, đóng sâu dưới đất mà nó không có lai chuyển. Nếu từ phương đông có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không rung chuyển, không lai chuyển, không động chuyển. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không có rung chuyển, không có lai chuyển, không có động chuyển. Vì sao? Vì bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, này các tỳ kheo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu bạn, nếu sa môn hoặc bà la môn nào như thật rõ biết bốn thánh đế, thì vị ấy không ngước mặt nhìn một vị sa môn hay bà la môn khác mà nhận xét người đó là hay là giỏi. Thì đó mang ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa là một khi chúng ta còn chưa thành tựu được trí của bốn sự thật hay trí của bốn thánh đế, thì khi đó cái sự tin tưởng của chúng ta rất là chao đảo. Chúng ta thấy, chúng ta nghe cái gì nó cảm thấy nó phù hợp cái lỗ tai mình chút xíu, phù hợp cảm giác, cảm xúc mình chút xíu là chúng ta tin. À, chỉ khi nào mà chúng ta thành tựu được cái trí về bốn thánh đế rồi, thì chúng ta sẽ không có nghe người này nói cái gì, người kia nói cái mà mình thấy hay. Mà một khi một người thành tựu trí về bốn thánh đế rồi, mà khi nghe người khác nói, thì người này sẽ như thế nào? Một người thành tựu trí về bốn thánh đế, thật sự họ không có khen ai giỏi hết á, nhưng mà họ như thế nào? Như thế nào? Người thành tựu trí về bốn thánh đế rồi, khi nghe một người nào đó nói chuyện, thì người này cần gọi là đánh giá, nhận xét, thì người này chỉ nói rằng vị này nói đúng pháp hay là vị này nói không đúng pháp. Dạ. Dạ đúng rồi. Khi một người thấy được bốn sự thật, hay còn gọi là vị thấy pháp, thì nghe một cái vị nào đó diễn thuyết pháp, người này sẽ chỉ phát biểu một câu là vị này nói có đúng pháp, hoặc là người này chỉ phát biểu là ông này nói đúng pháp. Chứ không phải nói là ồ ông này hay quá, không phải. Không phải là tại vì
cái người đã được thấy pháp, biết rõ được pháp rồi thì nghe người kia nói thì người này sẽ biết rõ là người này nói đúng pháp hay không nói đúng pháp thôi. Thành ra một khi mà chúng ta còn chưa thành tựu được trí 14 sự thật này thì chúng ta vẫn còn ở trong cái vòng là dễ lọt vào trong những cái lòng cái sự tin tưởng dao đảo. Không thật có. Vậy thì chúng ta phải sao? Cố gắng tu tập học hiểu về 14 sự thật ha. Anh chia sẻ con chút xíu về 14 sự thật được không? Bốn sự thật là gì? Dạ đúng rồi. Hay là bốn sự thật còn được gọi là bốn thánh đế. Mà vì sao khi chúng ta thành tựu về cái trí về bốn thánh đế hay là khi chúng ta thành tựu về cái trí về bốn sự thật này? Thì thứ nhất là cái vị thành tựu này, cái trí về này, lòng tin không có chao đảo. Và khi người khác nói thì không có phải là cái gì cũng hay quá, cái đạo nào cũng hay, cái gì cũng đúng. Nó không phải là cái điều như vậy. Là vì sao? Là vì thật ra cái trí về bốn sự thật như kỳ rồi con có chia sẻ đó, chính là trí về gì? Trí về gì? Trí về gì? Trí về bốn sự thật hay là trí về bốn thánh đế còn gọi là trí về gì? Trí về gì? Ngũ uẩn không? À. Là trí về ngũ uẩn mà còn được gọi là trí về gì nữa? Trí giải thoát cũng được. Nhưng mà cái trí về bốn sự thật đó, vì sao một khi hiểu thành tựu cái trí này rồi thì không có còn phát sinh những cái lòng tin mà tin chao đảo, ai nói cái gì thấy cũng đúng cũng hay đó. Là vì sao? Cái trí về bốn thánh đế nó đồng nghĩa là trí về năm thủ uẩn, cũng có nghĩa là trí về cái sự luân hồi và sự không ly luân hồi, và nó cũng có đồng nghĩa là gì? Trí về sự thật. Và cái quan trọng nhất mà để chúng ta không chao đảo nó là cái gì? Đó chính là trí về tự thân. Và cái trí về tự thân này cũng đồng nghĩa với lại gì? Vì sao mà không chao đảo nữa? Vì sao người khác nói không còn tin tưởng bậy bạ nữa mà cũng không có phát đại câu là trội cái gì này hay quá hay cái gì lạ quá? Là vì sao? Trí về tự thân cũng đồng nghĩa là trí về gì? Trí về thế giới. Khi trí về tự thân thành tựu rồi thì trí này cũng nghĩa là thành tựu trí về thế giới. Tại vì cái sự thành lập của thế giới này, cái sự gọi là cái cuộc sống của thế giới này, của cái gọi là thế giới này, mà cái thế giới này chính là cái thế giới của năm uẩn thôi. Cho nên một khi chúng ta thành tựu trí về tự thân cũng có nghĩa là chúng ta thành tựu trí về sự sanh và diệt của thế giới, sự thành trụ diệt ngoại của thế giới. Thì khi một người khác nào đó họ phát biểu thì chúng ta sẽ rõ biết là vị này nói đúng pháp hay là không đúng pháp rồi không? Thành ra đó là biết lý do vì sao một người khi thành tựu trí về bốn sự thật thì người này không có còn chao đảo nữa. Chúng ta sáng tỏ chỗ này. Không có già đó chú ơi, mà xe này đi được chút rồi đó. Thành ra là như vậy, là trong cái sự mà đi đến cái chỗ là để mà có thể là chúng ta giải phá được hoàn toàn những cái sự tin tưởng mê lầm của mình trong cuộc sống này đó, là chúng ta phải cố gắng tu tập để mà có thể thành tựu được cái trí về tự thân của mình. Mà tự thân của mình thì gồm có gì? Diễn giải thích một chút xíu rộng hơn nữa những khái niệm này để cho mọi người có thể hiểu được không? Chứ giải thích thử. Tự thân của mình gồm có gì? Của tất cả chúng ta đây là gồm có gì? Sắc thọ tưởng hành thức rồi. Và giải thích chút xíu thử coi. Chúng ta phải giải thích sâu rộng cái khái niệm này để cho mọi người dễ hiểu. Tự thân của mọi người chúng ta đây đều là giống như nhau. Đều là giống như nhau, mà nó chỉ khác ở cái chỗ là cái phản ứng hành động của chúng ta hơi tham hơn chút hay là ít tham hơn chút,
hơi sân hơn chút hay là ít sân hơn chút, hơi si hơn chút hay là ít hơn chút thôi, điều nào trong bao nhiêu đó à. Và chúng ta chỉ khác nhau về cái vẻ bề ngoài, về cái lớp da thôi. Nhưng mà một khi cái lớp da này tháo xuống hết thì bên trong giống nhau hết, đúng hay không? Về hình thức tâm, chúng ta thấy là tâm chúng ta rất là đa dạng, nhưng mà tụ lại, gom lại tâm của chúng ta chỉ là sự hoạt động của gì? Thọ tưởng hành và thức thôi. Và sự hoạt động đó chính là gì? Sự hoạt động của những cái cảm giác trong con người của mình, sự hoạt động của những cái tưởng, những cái hình ảnh, những cái bóng dáng của sáu trần trong nội tâm của mình, và sự hoạt động của những cái suy tư, những cái lời nói về cái bóng dáng sáu trần đó, và sự hoạt động của sự rõ biết của bao nhiêu đó thôi. Tâm chúng ta thấy có phải gì không hay còn có gì khác nữa không? Có thể chúng ta ngồi đây chung với nhau, chúng ta đến từ những cái lứa tuổi khác nhau, những cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, những cái tâm tư tình cảm khác nhau, nhưng thực sự ra bên trong của mỗi người vẫn chỉ là những cái sự hoạt động của những cảm giác, cảm xúc, những tư tưởng, những tình cảm, những suy nghĩ và những cái sự rõ biết trong nội tâm thôi, ngoài ra không có gì khác hết. Và cái nội tâm của mình, cái sự hoạt động của mình, nó sẽ sao? Nó làm thị hiện cái thế giới này vào bên trong nội tâm của mình, và chính cái nội tâm của mình cũng làm cho cái thế giới này nó sáng tỏ. Thành ra là Đức Phật nói được là ngay trong cái thân năm uẩn này, ta nói rằng là thế giới, thân này chính là thế giới, sự tập khởi của thế giới là ngay ở đây, sự đoạn diệt của thế giới là ngay ở đây, chính trong cái nội thân này thôi, trong cái thân năm uẩn này thôi. Chúng ta nhìn thế giới thì rất là sâu rộng, con người rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra thì tất cả chỉ là sự vận hành và hoạt động của bi như đó thôi. Thành ra chính vì vậy mà một khi chúng ta thành tựu trí mà thấy được tự thân mình rồi, thì khi cái người đó họ nói ra cái lời họ nói, họ vẫn chỉ nói trong cái sự diễn giải về năm uẩn thôi, đâu có gì khác. Thành ra khi người ta nói mình nghe, nếu mà mình biết rằng cái người này, cái người đã thấy năm uẩn cho nên họ nói đúng hết, hay là mình nghe mình nói là cái người này họ không thấy năm uẩn cho nên họ chỉ nói trong cái sự mơ hồ, trong cái ngọn của vấn đề mà thôi, chúng ta có thể biết được cái điều đó là như vậy. Thành ra đó là lý do vì sao, do không như thật rõ biết về bốn thánh đế mà chúng ta nhìn người khác và có những cái lời khen ngợi người khác, hoặc là trạng thái tâm mình rõ biết cái điều người ta nói là như thế nào. Như vậy đó là chúng ta biết là về cái nguyên nhân sanh khởi của cái mê tín rồi ha. Khi nói về cũng cái tâm này, khi mà nó đoạn diệt cái thế giới đó thì nghĩa là như thế nào? Tức là nó không còn chạm cái thế giới này nữa, tức là hết sinh tử, hết còn cái trạng thái là chạm chán với cái thế giới này nữa. Khi cái tâm của mình á, nó có cái sự sanh khởi dính mắc, thì cái sự sanh khởi dính mắc đó chính là cái sự sanh khởi dính cái thế giới này thực chất. Bên ngoài gọi là nguyên cái quả đất rộng như vậy, nhưng mà thật ra nó là cái gì? Nó là cái gì? Ở thế giới nghe nó rộng thiệt, nhưng mà mình gom lại coi cái thế giới mà mình nói đó là cái gì nha. Cái quả đất rộng quá phải không? Nhưng thật ra quả đất là cái gì? Là sắt, nằm trong sắt vũng thôi, đúng hay không? Bên ngoài cái vật chất từ nhà, cửa, xe, cột, đất đai nè, là sắt, nằm trong sắt vũng thôi. Nó là thế giới vật chất nằm trong sắc quẩn, thế giới của tứ đại nằm trong sắc quẩn. Thân này của chị là tứ đại nằm trong sắc quẩn. Khi phóng quang ra ra phía ngoài, chúng ta thấy gì? Sắc pháp bên ngoài, đúng không? Chúng ta có thấy như vậy không? Từ cái chỗ mà chúng ta thấy, ví dụ như thấy ma, thấy quỷ, thấy chư thiên gì cũng vậy, những cái cảnh giới đó được gọi là cảnh giới của gì? Sắc giới. Cảnh giới của chúng ta gọi là cảnh giới của dục giới, và những cái đó nó vẫn nằm trong cái dòng của sắc giới. Và phóng quang ra bên ngoài thì thấy gọi là hình tướng bên ngoài thôi, vật chất bên ngoài. Bây giờ phóng quang vào bên trong thì thấy gì? Phóng quang vào bên trong thấy gì? Thấy gì? Đúng rồi, hết rồi. Còn cái gì nữa không? Không còn cái gì nữa hết rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông nghe về tất cả
tất cả pháp, và thế nào là tất cả, mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này các tỳ kheo, đây được gọi là tất cả. Ngoài tất cả những cái này ra, ai nói rằng tôi sẽ chỉ ra thêm cái nào khác, người đó nói những cái lời đó là những lời không chân thật, không chân chánh. Cái tất cả có của thế giới này chính là bao nhiêu đó thôi. Mà khi nó nói về ý và các pháp thì chúng ta hiểu là gì? Thọ tưởng hành thức. Những cái đầu là gì? Là sắc. Thành ra phóng quang ra phía ngoài nhà cửa rồi chúng ta thấy cảnh hết rồi cảnh, đúng không? Mà gom lại nó chỉ có một danh từ là sắc quẩn hay là sắc pháp. Mà giờ phóng quang vào trong nội tâm rồi thì còn lại gì? Buồn, vui, sầu, bi, khổ, u não. Những cảm xúc thương, những cảm xúc ghét, những tư tưởng, những cái phóng tâm, những cái loạn niệm, những cái vọng tưởng, rồi những nhớ thương, những kế hoạch hành động, tất cả những cái điều đó nằm trong cái gì? Sự sinh hoạt, sự hoạt động của thọ tưởng hành thôi, đâu còn cái gì nữa khác. Thành ra Đức Phật nói là chính trong cái thế giới này, trong cái thân này mà thế giới tập khởi và thế giới động diệt. Và khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập như thế nào? Tu tập là phản quan, nhìn lại con người của mình để chi? Học hiểu về tự thân của mình. Sau khi hiểu được tự thân của mình rồi thì xem mình có dục, ái, tham, sân, si gì đối với tự thân này, thì mình tẩy sạch nó để đưa đến một cái trạng thái tâm thanh tịnh. Thanh tịnh này để làm chi? Để thoát ra khỏi cái dòng lẫn quẩn có như nó làm hoài, không có gì khác. Mà lẫn quẩn như vậy có khi sướng, có khi không sướng, nhưng mà phần nhiều là chúng sanh khổ nhiều hơn vui. Tại sao biết chúng ta khổ nhiều hơn vui? Chúng ta nhìn cái thế giới này nè, Đức Phật nói trong thế giới, cái trong cái dòng lẫn quẩn của sinh tử, nó có những thế giới của loài người, chư thiên, ngạ quỷ, xuất sanh và địa ngục. Tại sao chúng ta lại khổ nhiều hơn vui? Tại vì chúng ta thấy con người, cái số lượng con người nhiều hơn số lượng con vật, hay là con vật nhiều hơn con người? Con vật nhiều hơn con người. Và số lượng của sinh vật, Đức Phật nói số lượng sinh vật ở trên mặt đất ít hơn là số lượng sinh vật ở dưới nước. Mà Đức Phật nói dưới nước có những cái sinh vật tế nhị mà rất là khó dùng cái cây, gọi là cái tâm sĩ răng của mình để mà có thể xỉa được nó, chứ không phải nói như con cá bự nha. Và Đức Phật gọi đó là cái thế giới dưới nước, Đức Phật gọi là đó là đọa xứ. Và nơi đó chỉ có gì? Đức Phật nói là chỉ có ăn thịt lẫn nhau thôi, chứ không có cái gì là chánh hạnh, pháp hạnh, thiện hạnh gì ở đây hết. Và đó là chúng ta thấy là trong cái cuộc sống này đó, con người ít hơn con vật. Và cuộc sống của con vật thì chúng ta dành những cái thực vật hàng ngày của mình ăn thôi, hay là những cái loài động vật con lớn ra con bé thôi, thì chúng ta cũng đã thấy như thế nào. Rồi chưa nói những cái cảnh sống của những cái ngạ quỷ, và trong cái cảnh khổ là cảnh sống của địa ngục. Và ngay trong cái cảnh loài người này, chúng ta cũng thấy người giàu, người nghèo, số lượng cũng chênh lệch chứ đó. Và nhiều khi ngồi đây, chỉ mỗi người có một nội tâm khác nhau. Đôi khi ngồi đây chỉ có những người nội tâm có nhiều những cái phiền não phía bên trong. Và rất là ít người có được một cái trạng thái tâm thanh thản, hạnh phúc. Thành ra là thật sự là chính vì cái lẫn quẩn có bao nhiêu đó thôi mà nó lại khổ nhiều hơn vui. Thành ra mới tu tập đưa đến cái chỗ là nhận diện bản thân, theo lời Phật dạy để đi đến cái chỗ là tâm thanh tịnh và giải thoát là như vậy. Em có thể nói là cái tâm mình ấy, nó sống, nó vọng theo cái thế giới bên ngoài. Cái thế giới bên ngoài là cái thế giới nó có giới hạn. Nhưng mà cái lòng tham của mình thì nó vô đáy. Thế nó thất vọng luôn luôn thì tức là nó đau khổ. Cái tâm của mình khi mình nó không chạy theo thế giới bên ngoài, thật ra thì nó chỉ có chạy theo sắc thanh hương vị xúc thôi. Còn cái tâm thì nó chạy theo cái pháp, nó chạy theo những cái cảm xúc phía bên trong, nó mê trong những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ phía bên trong. Mà những tư tưởng suy nghĩ phía bên trong chính là những cái bóng dáng hình ảnh của sắc pháp phía bên ngoài. Mình thương, mình ghét một người nào đó rồi mình suy nghĩ, mình ám ảnh trong những tư tưởng đó, thì vẫn là những cái suy nghĩ, tư tưởng, cảm giác họ tưởng thành về sắc pháp đó thôi. Ở đây chúng ta nói là chúng ta mê đắm phía bên ngoài, thật sự có nhiều không? Không có nhiều. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mê ăn, mê ngủ, mê nói, mê tình, mê tỏi, đủ thứ. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái dòng là
liên ái đối với sắc hay là liên ái đối với âm thanh, liên ái đối với cái ăn, liên ái đối với lại cái hương, liên ái với lại cái sự xúc chạm, liên ái với lại cái những cái tư tưởng suy nghĩ của mình, liên ái đối với phải. Thì cái sinh hoạt của con người nói về tâm thì gọi là phức tạp và đa dạng, nhưng mà thật ra chúng ta dòng tâm chúng ta sinh hoạt chỉ lẫn quẩn bao nhiêu đó thôi à. Mà thêm cái khổ nữa là gì? Nó không có định. Và nó cứ hoạt động, nó nói chuyện tối ngày. Cái khổ của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta ngồi đây mà nhiều khi chúng ta nghe, có khi chúng ta hiểu được và có khi chúng ta không hiểu được. Có khi chúng ta vừa nghe được câu thứ nhất, thì câu thứ hai, thứ ba chúng ta chạy về nhà chơi rồi. Thật ra cái trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái tâm dao động, tha mái và dính mắt phía bên ngoài rất là nhiều. Và điều đó thật sự là ngay hiện tại đã làm cho cái tâm mệt mỏi rồi, chứ đừng nói gì tới cái khổ gì thế. Và đôi khi có những vị là còn là để cái trạng thái tâm nó hoạt động quá mạnh rồi đưa đến những cái sự gọi là rối loạn về thần kinh, rối loạn về tinh thần, hay là mất ăn, mất ngủ, suy sụp. Bao nhiêu đó thôi, con người tóm lại là dễ hiểu không? Cái bản chất của tâm là dù ý, thích, tâm lắm. Nói về bản chất của tâm là như thế nào? Bản chất của tâm là gì? Cái bản chất mà cái tâm mà hay hoạt động, dao động, nhức mắt lưới ngá này của chúng ta thì gọi là bản chất tâm gì? Tâm bị nhiễm. Tâm bị nhiễm. Mà nhiễm về gì? Giỏi quá, có học bài. Đúng không? Bản chất tâm ta bị nhiễm dục. Rồi còn nhiễm gì nữa? Nhiễm gì? Nhiễm ái. Cũng đúng nữa. Nhiễm gì? Không rõ ràng. Nhiễm gì? Có ai nhớ là tâm bị nhiễm mà nhiễm cái gì không? Nói dùm con. Thật sự đây chính là trạng thái tâm của chính chúng ta. Nhưng mà có điều này rất tiếc, chắc chia sẻ vào bây giờ 3 giờ rưỡi cho mọi người có vẻ buồn ngủ quá. Thì cái tâm chúng ta nói là bị nhiễm, nhưng mà là nhiễm cái gì? Là nhiễm dục rồi, còn nhiễm gì nữa? Tham ái cũng là đúng đó, nhưng mà chỉ gọi được một điểm của cái vấn đề nhiễm đó thôi. Nhiễm gì? Có phải chúng ta bị cái trạng thái tâm dao động mà định không nổi, phải không? Phóng tâm liên tục, phải không? Cái trạng thái tâm nó sanh khởi liên tục hết cái này đến cái kia, phải không? Cái đó được gọi là nhiễm về cái sự có, là có cái sự hoạt động liên tục ở trong đó, được gọi là hữu lậu. Chúng ta nhớ không? Trong cái có đó nào là có thành kiến, có định kiến, rồi có phóng tâm, có không định tâm, có tùm lum hết đó. Có đầy đủ những cái suy nghĩ của mình hết. Cái tâm liên tục nó có cái này, có chia sanh diệt liên tục, nó được gọi là hữu lậu. Cái nhiễm thứ nhất là nhiễm về cái dục, trạng thái dục. Từ cái đứa nhỏ sanh ra, cái dục của nó có nhưng mà nó dưới dạng khác, thích ăn, thích chơi. Rồi cái dục của người lớn nó khác, dục của người già nó khác, dục của người sắp chết nó khác, dục của người đang chuẩn bị chết nó khác. Mà có dục không? Có dục không? Vẫn có dục. Chính vì có dục cho nên dù chết rồi vẫn phải đi trong sinh tử. Tại vì cái dục là cái gì? Cái dục của lúc đó là cái tâm bức xúc, khó chịu, không muốn rời xa cái cảnh này. Có cái sự tham, gọi là tham ái, luyến ái đối với cái cảnh sống này, đời sống này. Cái dòng thúc dục đó nó nằm ở trong cái dòng tâm đó, nó nhiễm ở trong đó đó. Thành ra chính vì vậy mà một trạng thái tâm dao động và ám ảnh như vậy, cho nên là thành ra là chúng ta mới tiếp tục sinh tử. Như vậy là nó là cái trạng thái tâm đó. Thứ nhất là nhiễm dục, thứ hai là nhiễm về cái sự có, cái sự vận hành hoạt động liên tục trong đó, được gọi là hữu lậu. Và cái nhiễm thứ ba đó là ngồi đây nè, có những người thấy ngủ ngon thì là ngon, cái đó được gọi là nhiễm cái gì?
Nhiễm gì? Vô minh lậu là nhiễm cái trạng thái tâm không có tỉnh rõ, không có sáng tỏ. À, chúng ta nhớ cái này ha, cái đó được gọi là trạng thái tâm nhiễm của chúng sanh, hay còn gọi là tâm lậu. Và gồm có gì? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. À, chúng ta nhớ cái này ha. À, như vậy thì đại khái là chúng ta có những cái sự chia sẻ ngắn gọn và trong cái phần về mê tín, trong cái phần về chánh tín thì nãy chúng ta cũng biết được rõ về cái định nghĩa về chánh tín rồi ha. Thì trong cái phần về chánh tín thì cháu muốn chia sẻ với chúng ta một số những cái bài kinh để chúng ta làm quen. Và trong khi hồi nãy cháu chia sẻ đó, để mà chúng ta có một cái lòng tin, có một cái sự có một cái lòng tin chân chánh trong cuộc sống này á, là chúng ta phải thành tựu cái trí về tự thân của mình, hay còn gọi là trí về bốn thánh đế. Đã thành tựu được cái trí đó rồi thì chúng ta mới gọi là thành tựu được cái lòng tin chân chánh, không có mê lòng, hay là thành tựu cái chánh tín. Mà muốn thành tựu được cái trí như vậy thì chúng ta phải đi qua con đường của văn tư tu. Thì qua con đường của văn tư tu thì trước nay thì chúng ta đã được nghe những cái vấn đề về Phật pháp và tâm nhiều, nhưng mà trong cái vấn đề đó thì chắc có lẽ là sự hiểu biết của mỗi người cũng là có những cái sự khác biệt nhau. Thì trong cái những cái việc chánh tín hôm nay, con giới thiệu một số bài kinh để chúng ta tiếp xúc để chúng ta có một số những cái sự hiểu biết sơ khởi và đúng đắn về cái cuộc sống của mình. Bài kinh thứ nhất con chia sẻ với chúng ta gọi là kinh các vị ở Kesavutta. Chúng ta có muốn phát cái bài kinh liền bây giờ không? Hay là sao một hơi nữa thì chứ giờ ấy sao? Dạ, chúng ta cảm ơn chú. Ôi, trời, xin lỗi. Lâu gặp. Phải dùng. Lâu quá gặp nhé. Dễ suy mà nói đi.
chúng ta tạm thời khi chuyển về kinh thứ hai là chúng ta cùng nhìn lên bảng hay chúng ta cùng theo dõi chung về cái bài kinh. Bài kinh cháu giới thiệu với chúng ta đây được gọi là kinh Các vị ở Kesavutta. Bài kinh này nằm ở trang 336 Tăng Chi Vượng Một. Và đại khái cái bài kinh này là một cái cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và những cái người dân ở cái xứ Kesavutta. Và cái xứ đó, cái vùng đó, những cái người đó được gọi là những người Kalama. Và bài kinh này cũng rất là nổi tiếng, về sau này một số người cứ quen gọi là kinh Kalama. Chúng ta có nghe về cái này ha. Thì sau này một số người quen cứ gọi là kinh Kalama. Nhưng mà thực tế nó không phải là kinh Kalama, mà gọi là kinh Các vị ở Kesavutta. Và bài kinh này có nội dung rằng là một hôm thì khi Đức Phật đến du hành giữa cái vùng của dân xứ Kosala này, thì những cái người Kalama ở cái xứ Kesavutta thì nghe Đức Phật đến và nghe Đức Phật nghe nói là Đức Phật giỏi lắm, cho nên là họ mới rủ nhau đi đến đảnh lễ Đức Phật. Và khi họ đi đến đảnh lễ Đức Phật thì mấy cái vị đó mới hỏi Đức Phật là những cái vị đó hỏi Đức Phật là có một số những cái vị này vị kia họ đi đến cái vùng Kesavutta đó đó, và họ thuyết giảng, họ giảng pháp, họ làm cho chối sáng những cái quan điểm của họ, nhưng mà rồi họ bài xích những cái quan điểm của người khác, khinh miệt chê bai những cái quan điểm của người khác. Tại sao nó lại có những cái người khác lại đến cái vùng đó, họ cũng là họ nói về cái quan điểm của họ, rồi họ cũng bài bác cái quan điểm của người khác. Thì cái người dân xứ này nghe người nào đến cũng nói mình hay hết, rồi chê bai người ta. Thì cái người dân xứ này họ mới hỏi Thế Tôn là, đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ vân vân. Trong những tôn giả sa môn này, ai nói sự thật, ai nói láo? Thì người dân nó mới đến hỏi Đức Phật là người nào đến cũng nói mình hay hết, rồi chê những người kia. Vậy thì mấy người này ai nói sự thật, ai nói láo? Thì Đức Phật cũng nói là đương nhiên, này các Kalama, các ông có những nghi ngờ. Đương nhiên, này các Kalama, các ông có những phân vân. Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các ông đương nhiên khởi lên phân vân. Và đây là cái lời dạy của Đức Phật mà rất là nổi tiếng, chắc đời chúng ta cũng nghe qua rồi. Đức Phật mới dạy như thế này: này các Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Kinh tạng truyền tụng cũng không tin nữa nha. Hãy nhớ như vậy. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một cái lập trường nào đó của mình, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, như là ai nói gì nghe cũng dễ dàng tin, đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình, và chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Và cái thứ 10 là chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Đây là một bài kinh rất là hay, và chúng ta nhất là vào cái thời điểm ngày nay là gọi là cái thời kỳ mạt pháp, chúng ta cũng được nghe nói là Phật pháp nhiễu loạn rất là nhiều. Và vì vậy cái lời dạy này làm cho chúng ta phải tỉnh ngộ, tỉnh ngộ. Ngay cả cái này cũng đừng có tin. Nhưng mà sao? Nhưng này, các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí chỉ trích. Các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này các Kalama hãy từ bỏ chúng. Cái mà hỏi tiếp, thời này chúng ta sẽ giải thích lại một lần những vấn đề này. Các ông nghĩ thế nào? Này Kalama, lòng tham khởi lên trong nội tâm người nào?
Khởi lên như vậy là đưa đến, đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có tham, này các Kalama bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Như vậy, thì tiếp theo đó Đức Phật nói về lòng sân khởi lên trên một người như vậy là bất hạnh hay là hạnh phúc? Và Đức Phật nói về lòng si. À, như vậy là cái phần đầu là Đức Phật nói cho mình biết như thế nào. Phật kêu mình là đừng tin. Đừng tin vì nghe truyền thuyết, vì theo truyền thống, vì người ta nói, vì kinh tạng truyền tụng. Tại vì sao không tin vì kinh tạng truyền tụng? Tại sao thất bổn? Và qua một cái thời gian truyền tụng trên 2000 mấy trăm năm này, sự thất bổn, sự sai lệch đã rất là nhiều. Cho nên trong cái sự tu học mà chúng ta cứ nghe cái gì là kinh cái này, kinh cái kia, kinh cái đó, kinh mà chúng tin tưởng hết. Cho nên cái đó là cái phần thiệt hại về chúng ta. Nếu như những cái phần mà chúng ta tin cho nó là kinh, là lời Phật dạy, nhưng nếu đó là không phải thì sao? Cái lòng tin đó của chúng ta làm cho chúng ta uổng công vô ích. Nhiều khi tin tưởng làm theo nó rồi thì sao? Không có kết quả. Thành ra chính vì vậy mà cũng đừng tin về kinh tạng truyền tụng nữa. Mà thật sự khi con chia sẻ với mọi người nãy giờ chúng ta thấy con có chia sẻ con chia sẻ với mọi người như thế nào? Chia sẻ mọi người dựa trên sự thật mà chính bản thân mọi người có thể tự thấy. Qua một bài kinh nào đó khi con chia sẻ, thì bài kinh đó con đưa về liên hệ với thực tế để mọi người thực nhận, thực chứng, thực thấy cái pháp đó, chứ không phải nằm trên sách vở. Và ngay cái chỗ thực thấy đó, chúng ta mới tự mình thực chứng cái vấn đề của tự thân và cuộc sống, chứ không phải là đi theo cái lời ngôn ngữ xáo động của kinh điển. Và cái đó chính là cái chỗ là Đức Phật kêu mình là sao? Ngay cái thời điểm này, thời của dịch, đừng tin vào kinh tạng truyền tụng. Và lời kinh nào khi cái người hướng dẫn, cái người chia sẻ, đưa vào trong thực tế, tự thân mình thực chứng thực thấy, tự mình thực thấy được cái điều đó, thực chứng mà mình sống cái điều đó, cái điều đó nó không còn trở thành lòng tin nữa. Có phải nãy giờ khi con nói, con chia sẻ với mọi người nghe điều con nói bằng lòng tin không? Đâu có bằng lòng tin. Và khi con chia sẻ cái thực pháp nó lộ ra, chúng ta tiếp nhận thực pháp đó rồi rồi chúng ta thực thấy đúng không? Thì khi cái sự thực thấy đó là không phải chúng ta đến cái pháp đó bằng lòng tin nữa rồi, mà chúng ta đến cái pháp đó bằng sự thấy tận mắt của mình, tận tâm của mình, thấy pháp, thấy pháp. Chứ không phải là lòng tin nữa, đúng không? Thành ra là có người hỏi này, hỏi Đức Phật chứ. Đức Phật hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, ông đến với ta vì lòng tin. Đại khái những câu hỏi như vậy thôi. Ông có tin tưởng ở ta hay không? Vậy Xá Lợi Phất bảo ông là Phật Thế Tôn, con không đặt lòng tin với Thế Tôn, nhưng mà con thực chứng thực thấy pháp, những điều mà Thế Tôn đã nói thì con thực chứng là thực thấy điều đó. Con đến với Thế Tôn bằng cái sự thực chứng và thực thấy đó, chứ phải đến bằng lòng tin. Thành ra khi con chia sẻ với mọi người đây là nhằm cái ý là chia sẻ trở lại cho mọi người, gọi là cái dùng cái nhân từ gì, chia sẻ những cái điều con thực chứng thực thấy trong cái pháp đó, và chia sẻ dùng cái ngôn ngữ này chia sẻ đến với lại chúng ta ở đây để chúng ta tự thân thực chứng thực thấy cho mê tin. Ở đây chúng ta rõ chỗ này ha. Và Đức Phật nói như thế này, tất nhiên là chúng ta nhớ điều này, chớ có tin thì nghe truyền thuyết theo truyền thống, nghe người ta nói được kinh tạng truyền tụng, hay là dân những cái lý luận, mình nghe những cái lý luận gì siêu hình hay ho đó chẳng hạn, hay là theo một cái lập trường, hay là đánh giá mời hợp dữ kiện, hay là phù hợp với định kiến của mình, hay là phát xuất từ cái nơi có uy quyền chẳng hạn. Nhiều khi con ngồi đây với cái mái tóc thể hiện là người tại gia, mặc cái áo màu xám của một người cư sĩ, và nếu với cái lớp áo này, với một cái lớp áo này bây giờ con thay đổi cái đầu con trọc,
con mặc cao màu vàng, với cái uy quyền, gọi là cái uy lực của một người xuất gia, thì có thể sẽ có một số vị tin tưởng nhiều hơn. Nhiều hơn là với một cái người phụ nữ đã mang thân nữ là thua thân nam rồi, lại còn có tóc là người tại gia, mặc áo của người tại gia. Chứ bây giờ con đổi cái đầu tóc, mặc cái áo vàng lên gọi là đầu trọc áo vàng, thì chắc nói là sẽ có nhiều người nghe hơn và nhiều người tin hơn. Là vì sao? Đó được gọi là chúng ta tin vì gì? Tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền. Mà Đức Phật cũng kêu mình là chớ có tin. Chớ có tin vì xuất phát xuất từ nơi có uy quyền. Và cái nữa là sao? Chớ có tin vì vị sa môn là bậc thầy của mình cũng không tin. Mà cái chỗ mà cần phải sống ở đây là cái gì? Khi nào nội tâm của mình khởi lên tham phải rõ biết, phải nhìn ra con người của mình. Khi nào con người mình có dục có ái, mình tập nhìn nhận con người của mình, một pháp nào đó khởi lên, Đức Phật kêu rằng mình là như thế nào, trong tâm mình sanh khởi tư tưởng suy nghĩ tình cảm, mình xem xét lại mình thấy cái này tốt hay là cái này không tốt. Mà khi mình thấy cái này không tốt thì Đức Phật dạy mình câu gì? Câu gì ở đây? Hãy từ bỏ chúng. Nhưng mà các pháp này là bất thiện, mà các pháp này là gì? Sự sanh khởi trong nội tâm của mình, khởi lên tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, thọ tưởng hành gì sanh khởi, mà mình thấy là bất thiện thì phải lập tức hãy từ bỏ chúng. Và vì sao phải từ bỏ chúng? Là vì Đức Phật hỏi tiếp cái câu là lòng tham khởi lên trong nội tâm của người nào khởi lên như vậy đưa lại hạnh phúc hay là bất hạnh. Câu này làm cho mình ý thức được là khi mình có những tư tưởng tình cảm khởi lên mà mình thấy những cái tư tưởng suy nghĩ này là bất thiện, nó thuộc về tham sân si, mình phải biết rằng là những tư tưởng suy nghĩ này khi khởi lên nó sẽ đưa đến cho mình bất hạnh chứ không thể nào hạnh phúc được hết. Mà một khi mình biết như vậy rồi, tiếp tục theo lời dạy của Đức Phật là người một khi mà nếu mà mình để cho lòng tham này chinh phục mình, tâm bị xâm chiếm rồi, mình có thể làm những hành động đưa đến hại người và hại mình. Thành ra cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta đây là gì? Đức Phật kêu ta là đừng có tin ai hết, mà hãy nghe cho tự thân của mình, những pháp nào nó sanh khởi lên, nếu nó là bất thiện thì cần phải rõ biết pháp này là bất thiện. Pháp này, câu Đức Phật dạy là gì? Pháp này là bất thiện, pháp này là có tội, pháp này là bị người có trí chỉ trích. Và pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì đưa đến bất hạnh và khổ đau cho chính mình. Mà một khi mình tập nhìn nhận quán sát như vậy thì mình có cần phải tin ai hay không? Mà cái sự tu tập của mình ở đây nằm ở trong đây nè. Chánh niệm tỉnh giác, phản quan tự kỷ xem lại chính mình. Sự tu tập đó làm cho con người của mình trở nên sao? Chủ động mạnh mẽ trên chính tự thân của mình, không nương tựa vào ai. Tại vì nếu mình tin đây là cái bậc đạo sư của mình, cái người thầy của mình, mà lỗi như cái người này không có trí tuệ hay đúng pháp thì làm sao người dẫn mình đi đến cái chỗ chân chánh được. Cho nên cái Phật dạy là chớ có tin mà hãy phản quan tự kỷ nhìn lại chính mình và tập nhận diện cho rõ những cái pháp sinh khởi trong tâm mình là có tham, có sân, có si hay là không mà thôi. Và một khi mình nhìn thấy được nó hiện như thế nào, hãy từ bỏ chúng. Chúng ta hiểu ý nghĩa của cái phần kinh này ha. Cũng giống như vậy, tiếp về cái phần là lục sân, lục si. Và Đức Phật hỏi tiếp cái câu mà hỏi tiếp là những cái pháp bất thiện đó đó, là khi mà nó sanh khởi, những cái pháp mà có tham sân si đó là thiện hay là bất thiện? Làm sao biết mình làm cái điều gì đó là thiện hay bất thiện? Là khi trong một cái suy nghĩ, hoạt động, lời nói của mình, trong sự sanh khởi của cảm giác, tư tưởng của mình, mà nếu mình thấy những cái điều đó có ẩn chứa cái gì tham sân si thì nó thuộc về bất thiện. Và khi mà nó không có ẩn chứa tham sân si trong đó thì nó thuộc về thiện pháp. Cho nên chúng ta phân biệt về thiện và bất thiện ha. Và khi mà những cái pháp mà sanh khởi hồi nãy là vì cái phần trên Phật hỏi là lòng tham và sân si á, thì phần dưới Phật nói là các pháp này là thiện hay bất thiện, rồi là có tội hay là không có tội,
Và các pháp đó dĩ nhiên là các pháp có tội, bạch Thế Tôn. Và những pháp đó là bị người có trí quở trách hay là không bị người có trí quở trách? Và dĩ nhiên là bị người có trí quở trách. Và nếu ở đây mà chúng ta thực hiện như vậy thì sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ cho chúng ta. Và cái điều mà Đức Phật nói ở trên đó, chính do duyên này đã được nói lên như vậy. Điều đã được nói ở trên là điều gì? Đức Phật nói là chớ có tin hồi nãy đó. Điều đã được nói lên như vậy ở phần trên đó chính là do duyên như vậy đã được nói lên. Để chúng ta hiểu như thế nào? Chúng ta học cái bài kinh này để cho chúng ta một người Phật tử sống như thế nào? Sống có sự hiểu biết, có sự tu tập tự thân một cách đúng đắn mà không có phải nương tựa vào phía bên ngoài. Có cái sự tu học của mình đi vào con đường chân chánh là phản quan tự kỷ, chứ không có suốt ngày đi tìm cầu hay là cầu nguyện xin xỏ phía bên ngoài, mà hàng ngày nói gọi là nói bậy, làm bậy, suy nghĩ bậy mà không có chịu nhìn lại mình. Rồi đến ngày, đến giờ, đến thời điểm thì đi làm những ngày bên kia, đi ngồi thiền, đi tụng kinh. Dù ngồi thiền cũng vậy, đến giờ ngồi thiền, mà muốn giờ ngồi thiền ra mà chúng ta không biết phản quan tự kỷ, nhìn lại con người của mình, trong từng suy nghĩ của mình không có tập cái sự gọi là nhanh nhẹn phát hiện ra nó để mà chuyển hóa nó hay tẩy sạch nó, thì sự tu như vậy là không đúng. Và nhất là thêm một điều nữa là cái sự tu tập mà chúng ta cứ đặt cái lòng tin vào một cái điều gì đó phía bên ngoài mà không chịu nhìn nhận lại tự thân mình, thì cái sự tu tập như vậy không đưa đến được cái hạnh phúc chân chính cho chính mình. Đó là quan trọng của cái bài kinh này. Và Đức Phật nói về cái vế thứ hai của cái vấn đề đó. Tuy nhiên là Đức Phật cũng kêu là chớ có tin vì nghe truyền thuyết vân vân, và chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sao, các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này là không bị người có trí chỉ trích, và các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì đưa đến hạnh phúc và an lạc cho chính mình. Thời này các Kalama hãy đạt đến và an trú. Tuy nhiên là khi nào trong nội tâm của mình, tâm tư, suy nghĩ, tình cảm của mình khởi lên những cái điều mà mình thấy rằng là ở trong đó, cái vấn đề đó mình suy nghĩ, mình mong muốn nhưng mà nó không có phải là những cái điều mà bị tham, bị sân, bị si trong đó, mà là những cái vấn đề về không tham, không sân, không si. Chẳng hạn như mình có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng về thể dục tri túc, cái đó là thuộc về không tham, hay là những cái suy nghĩ về cái sự tu tập về từ tâm, muốn tu tập từ tâm, đó được gọi là những cái suy nghĩ, những cái pháp mà không có tội, không bị người có trí chỉ trích, và đưa đến, nếu mà được thực hiện và chấp nhận là đưa đến hạnh an lạc cho chính mình. Thì khi chúng ta khởi lên những cái dòng suy tư như vậy thì chúng ta tập nhìn nhận, phản quan tự kỷ, nhìn lại chính những cái dòng tư duy, tình cảm, cảm xúc, ước muốn, cái dục vọng đó của mình là cái gì? Có tham hay không tham, có sân hay không sân, có si hay không si. Và khi mình thấy những cái điều đó là những cái điều không tham, không sân và không si, thì Đức Phật dạy mình như thế nào? Hãy đạt đến và an trú. Và tất nhiên là sao? Hãy đạt đến cái điều đó và an trú ở trong những cái điều đó, ở trong những cái thiện pháp đó. Và cái vấn đề hồi nãy là Đức Phật kêu cái gì? Hãy từ bỏ chúng. Chúng ta nói như vậy thôi. Thì cái lời giảng như vậy của Đức Phật có phải là làm cho những người Kalama này họ tỉnh ra không? Họ thấy đúng là như vậy hay không? Mà Đức Phật có kêu họ tin Đức Phật không? Không. Đức Phật kêu đâu kêu họ niệm Phật đâu. Mà Đức Phật kêu họ hãy tự nhìn lại bản thân mình, thấy có tham sân si thì hãy từ bỏ chúng. Và khi nào thấy không tham, không sân, không si thì hãy đạt đến và an trú trong cái trạng thái tâm đó. Thành ra nhờ như vậy, khi nghe được như vậy thì những người Kalama này như thế nào? Hết sức là quan hỷ. Hết sức là quan hỷ. Còn trước đây những cái vị thầy khác khi họ đến thì sao? Họ cứ nói về quan điểm của họ rồi họ chỉ trích người khác. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì Đức Phật nói phản quan tự kỷ, nhìn lại ông đi. Ngay chỗ đó thôi, đừng nhìn ai hết, đừng có tin ai hết.
Thành ra những người này họ được sự an ổn trong nội tâm. Và trước đây những người ta lang này họ không biết là họ phải tin ai bây giờ. Cái câu nói pháp pháp này không bị các người có trí chỉ trích, tại vì mình vẫn còn thừa đến tin người nào là người trí. Trước hết là mình phải tập nhìn những cái pháp này có tham, có sân, có si hay không cái đã. Và tự thân của những cái pháp đó là những người phía bên ngoài họ chỉ trích hay là họ không chỉ trích, những người có trí hay là những người không có trí đó là những cái vấn đề đấy. Và Đức Phật giải tiếp rằng là tất nhiên là cái vị này sau khi đã phản quan tự kiện nhìn lại con người của mình và người này đã tập được cái chỗ là sao? Xả bỏ tham sân si, cho nên được gọi là ly tham, ly sân và ly si. Vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xã, biến mãn một phương. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang khắp thảy phương xứ. Như vậy là cái vị này sau khi cái tâm mà xã tham sân si như vậy thì vị này tu tập về cái gì? Từ bi hỷ xã. Và trong cái sự tu tập từ bi hỷ xã như vậy, tất nhiên là vị này đâu cần tin ai, chỉ cần biết là Đức Phật nói là ông không cần phải tin ai hết, không cần phải tin cái gì hết, mà chỉ cần biết là ông xem là tham sân si, thấy có ông xả tham sân si ra. Sau khi xả tham sân si ra thì ông hãy tu tập về tâm từ bi hỷ xả. Sau khi tu tập từ bi hỷ xả thì Đức Phật nói như thế này: thánh đệ tử ấy này, các Kalama, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không ế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại người ấy đạt được bốn sự an ủi. Bốn sự an ủi đó là gì? Tại vì cái người này không tin ai hết, cho nên người này thật sự cũng không biết là có nghiệp hay không, có nhân quả hay không, có đời sau hay không. Người này không có biết những cái điều đó, nhưng mà người này sẽ có được bốn sự an ủi nếu như người này sống theo cái cách như vậy. Bốn sự an ủi đó là gì? Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thuộc các nghiệp thiện ác, thì sau khi thân quại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện. Đó là điều an ủi thứ nhất. Điều an ủi thứ nhất là bây giờ cái người này sống thiện như vậy rồi, thành ra là đời sau mà nếu có thì chắc chắn là mình sanh chỗ lành thôi. Đó là an ủi thứ nhất. An ủi thứ hai là nếu không có đời sau và không có những cái quả của cái nghiệp thiện ác, thì ngay trong hiện tại này mình sống vẫn được an lạc như thường. Đó là điều an ủi thứ hai. Và cái an ủi thứ ba là gì? Bây giờ nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Tất nhiên là ngay trong hiện tại người này không làm điều ác, cho nên người này không có những cái cảm thọ khổ đau do cái ác nghiệp mang lại. Đó là điều an ủi thứ ba. Và điều an ủi thứ tư là gì? Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán hay ta hoàn toàn thanh tịnh. Tất nhiên là nếu mà người này mình thấy mình không có làm việc ác, cả hai cái phương diện mình thấy mình hoàn toàn thanh tịnh ngay trong hiện tại, đó là sự an ủi thứ tư. Thành ra không cần tin ai hết, nhưng mà mình cứ sống an lạc theo đúng pháp của cái chỗ là xả tham sân si, tu tập tâm tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì ngay hiện tại là an lạc, không cần phải tin ai hết. Chẳng còn có sám hối gì phải làm nữa. Dạ. Chẳng còn là sám hối gì phải làm nữa. Dạ đúng rồi. Không cần có xin lỗi gì hết qua. Thì khi nghe như vậy thì những cái vị ở Kalama họ rất là họ quá hoan hỷ và họ đồng ý với lại cái lời của Đức Phật, thì họ cũng thấy rõ ràng thì đúng, một cái người sống mà ly tham sân si như vậy, rồi tu tập từ bi hỷ xả, cần tin một ai hết thì chắc chắn có được bốn sự an ủi này. Họ đồng ý với lại cái ý này của Đức Phật, và sau đó là họ hoan hỷ và xin quy y Đức Phật. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, quy pháp quy y chúng tỳ kheo, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. Tại vì họ nghe họ thấy chân lý quá, rồi Đức Phật đâu có kêu họ quy đâu mà tự động quy. Thì như vậy cái bài kinh này con mong là giúp cho chúng ta có được một cái sự hiểu biết
kết hợp bài kinh này với lại cái phần B tính là chính tính để chúng ta tự có những cái suy nghĩ. Đọc kinh thì cũng phải có cái sự liên hệ thực tế cuộc sống của mình, coi hiện tại mình đến với Phật pháp như thế nào, tâm mình đối với Phật pháp có một cái lòng tin đã có chân chánh chưa, mình đã có thành tựu về cái trí, về quan sát tự thân, phản quan tự kỷ, tham sân si của chính mình hay chưa, hay là mình chỉ đến với Phật pháp bằng cái phía bên ngoài, cái hoạt động phía ngoài thôi. Mình cần phải xem lại. Và đây là một cái bài kinh mà mong là chúng ta đọc kỹ, nhớ và thực hành. Sự thực hành là nằm trong chính cái bài kinh này đó. Rồi, con xin cảm ơn tất cả mọi người. Và giờ này con xin mời chúng ta nghỉ giải lao, ăn chè, rồi có bánh, rồi uống nước. Chút nữa chúng ta gặp lại.